có thể kinh doanh thành công hay không? Khi bạn có tư duy của người làm thuê. Có một cái công thức của người thành công, đó là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi kết quả thì việc của mình là cần phải thay đổi tư duy và suy nghĩ, thay đổi cái bộ gốc rễ của mình. Nhưng mà phần lớn ở ngoài kia hay là phần lớn chúng ta đều tập trung thay đổi cái hành động. Thay vì chúng ta đi thay đổi tư duy thì chúng ta đi thay đổi hành động. Mình thấy người ta nói công việc này nhiều tiền, bán cái này nhiều tiền, làm cái kia nhiều tiền, là mình nhảy việc A sang việc B, nhảy công việc kinh doanh này sang việc kinh doanh khác, mình nhảy bán cái A sang bán cái B. Nhưng nếu như anh chị mang tư duy cũ, hoặc là thậm chí nếu như chúng ta chưa bao giờ kinh doanh, chúng ta mang tư duy của một người đi làm thuê mà chúng ta đi kinh doanh, hoặc chúng ta xây một cái công việc khác, chúng ta có thể hành động chăm chỉ hơn, nhưng mà kết quả thì nó vẫn là cái kết quả cũ. Mình mang tư duy của một người có cái kết quả là thu nhập 10 triệu thì anh chị nhảy sang công việc mới thì làm sao anh chị có thể kiếm được 100 triệu được? Nếu mà chúng ta chưa bao giờ kinh doanh mà chúng ta mang một cái tư duy của người đi làm thuê đi kinh doanh thì cái kết quả cũng không có thay đổi đâu anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị đã từng như thế, nhảy từ công việc A sang công việc B mà cái kết quả nó vẫn như thế, thậm chí là nó còn không được ok. Trước đây mình cũng như vậy, mình nghe người ta bảo qua đây làm công việc này 20 triệu, mình đang làm 10 triệu, người ta bảo qua đây làm công việc này 20 triệu, bạn làm cái công việc đó bán năm được 100 triệu, sang công việc này làm bán tháng 100 triệu. Mình rất là hồ hởi phấn khởi đúng không ạ? Năng nổ lắm. Qua nhảy làm được thời gian xong thấy ôi sao nó không giống như những gì mình nghĩ. Thì đúng rồi, tại vì tư duy của chúng ta đâu có thay đổi đâu. Suy nghĩ cũ thì cảm xúc cũ, mà cảm xúc cũ thì hành động cũ, mà hành động cũ thì kết quả cũ. Đó là thay đổi hành động chứ không phải thay đổi tư duy. Hay là có nhiều anh chị thay đổi cái hành bằng việc là chúng ta đi học thêm những cái kỹ năng, nhưng vẫn mang tư duy của một người đi làm thuê, mang tư duy của cái người có thu nhập có 10 15 triệu một tháng thôi mà chúng ta đi học thêm kỹ năng, thì thực chất kết quả vẫn thay đổi, nhưng thay đổi không có lớn. Có thể là từ 20 triệu có thể nói nhích lên 25 triệu, 30 triệu, chứ không thể nào lên 100 triệu được anh chị. Có thể các anh chị học thêm các kỹ năng về bán hàng, quản lý marketing, chạy quảng cáo, lãnh đạo, vân vân. Nhưng mà chúng ta không hiểu và không có cái bộ tư duy gốc rễ của những cái người giàu thì kết quả không thay đổi gì đâu anh chị nhá. Cho nên rất là tuyệt vời luôn. Câu lạc bộ Trạng Thái Hóa Vàng rất là am hiểu về các quy luật của vũ trụ, đã thiết kế cho chúng ta một cái lộ trình giúp cho chúng ta có một cái nhóm rèn luyện 30 ngày. Nếu như anh chị đang có ý định kinh doanh hoặc là công việc kinh doanh của anh chị nó đang chưa được như ý mà mình mong muốn thì hãy vào cái nhóm rèn luyện cùng câu lạc bộ Trạng Thái Hóa Vàng để anh chị có thể là thay đổi được cái tư duy gốc rễ của mình. Đó là cái nền tảng cho mọi những cái thành công. Hãy nhấn vào đường link để tham gia nhóm học tập cùng với Nguyệt. Follow kênh của Nguyệt để nhận được nhiều video giá trị khác.